Chào cả nhà, nay mình tiếp tục trở lại cái con gạch này mình đánh nè cả nhà ơi. Đây là cái con gạch sau lưng mình đó, quá xa con gạch rồi. Đây cái đường lộ nè, thấy không, chạy dài ra ngon lành lắm. Con gạch đây cả nhà ơi, nó giờ nó bít chân rồi. Đường đi nè, nó đường đi lục bình đó, chạy dài tuốt chảnh. Giờ bít hết trơn, còn chút xíu à, nước này cũng hơi cạn, nước mới lớn à, mà không biết câu có cá gì không nữa. Đây chạy dài tuốt chổng cũng lục bình không à. Đó, còn lỗ này nè, mình cũng trống đó, mình cũng mới dọn lại đó để mình đánh thử rồi có gì không. Nay mình cũng vẫn đánh màu dế thôi chứ thức ăn. Ở đây mình xuống cạnh coi. Nước trồi quá, nước đang lớn, rút vô. Giật giật kìa kìa. Miết. Lên hàng. Một em cách chi. Ôi. Ngon lành. Nó giật. Trời ơi. Ăn giật không à? Ăn giật nè. Mày. Ăn cái giật. Lên hàng đây vẫn là cách chế thôi. Trời ơi vậy đó, hai em ở nước đen thả lại. Miết. Trời ơi. Ăn gì xấy vô đó kìa. Gì giật kìa. Gì giật cái kìa. Trời ơi cái gô. Hết hồn không? Tưởng đâu. Cái chê không? Ăn là cái gô. Hay cái gheo, hết biết cái gồ không? Này
thả lại. Mày hả bự, mày cũng ăn ha. Lên hàng, chờ đợi nãy giờ mày cũng ăn. Ôi vậy. Ngon không? Đây, nay câu thắt quá cả nhà ơi, câu cá mà bữa chúng bữa thắt. Nay chỉ được có ba cá với chè với một con cá gô à. Nay được có nhiêu đây à? Thắt quá. Như đây con đủ ăn ngày rồi. Thả lại coi. Nó rồi. Lên hàng. Một em này ngon lành cành đào. Ơi, ăn cái gì á, ăn ngầm, trời ơi, ăn lôi luôn, ăn ngầm dở lính luôn, hết biết không, nè, ngầm, đó. Nãy giờ nó ăn ngầm cà giật, dở nó dính luôn. Trôi xuống mình nó chịu. Không ngoài gốc gáo rồi, mới đi câu cũng dính, nước chảy nó chắc nồng. Chính thức là hết cá rồi đó. Mà dính thì ơn rồi. Cá nãy là lội rồi hết. Cá bệnh. Điều bánh à. Nó Nam ơi. Lên Nam ơi. Trời ơi, cá. Nam lên cá Nam ơi. Hết, biết con cá bự không? Cá chè đen. Cá nó đen. Cá chè đen. Cá này giống cá chè trắng mà. Gì? Cá đen và bụng trắng. Ừ, cá trắng bụng đen. Đó. Nó đầy thôn đó, nó mía xuống đợi. Mía đợi, xuống đợi Nam ơi. Nó đợi Nam ơi. Phải cười ha. Nó đợi Nam ơi. Ai biết. Nó đợi Nam ơi. Wow, trắng tươi. Đây vậy nó gớt quá. Đây đi. Đợi của anh Chí nào ăn nè. Biết. Đợi Nam ơi. Đây. Nón nà. Thấy không? Biết nó gớt. Chào nó lọt yếu luôn rồi chứ.
kịp thời xuống, sẵn nó để ra xuống là nó quất à. Dám móc lỗ rồi lại. Đấy. 5 chai. Nó giật. Chuẩn bị. Từ từ. Đó. Rồi giật. Dính. Dạ. Chưa cái gì. Bữa lễ tiễn đưa nha. 5 giờ. Thu cần. Đây thành quả cả nhà, bữa nay câu thất quá, có 4 con mà câu cho 3 điểm. Tệ quá, cái này hết cá rồi. Đây có nhiều nè, có đồng chí đi theo rủ đi tới đi lui đi xuôi đi ngược đi qua đi lại đi hoài. À, mình kết thúc video luôn cả nhà ơi. Đó.